Chào cả nhà nha. Chào cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hôm nay anh em mình có mình với anh Hai à cả nhà. Anh em nãy có đi chợ mua mấy con cá, cá này là gì, sa ba ba sao quên rồi. Sa ba. Sa ba. Về anh em quấn với bạc nướng gói cuốn bánh tráng cao sống cả nhà. Giờ anh Hai anh sẽ cuốn. Còn này mình nãy mình ướp sa tế với tỏi ớt. Ngọt miếng đường. Còn đây mình đang nhúng than cả nhà. Than trái là anh Hai cũng quấn xong rồi. Đẹp. Mỏng không? Mỏng dày gì không? Để hồ quấn hết đi rồi mới ấy. Dư thì thêm hả? Ừ, nhớt con đó hồ quấn lại để con đó. Thì cứ quấn từ quảnh luộc qua. Tại cái chiều này nó không hết nè. Nếu cái chiều này hết là chiều này hết là mấy nè, là nhiều. Nó nhiều. Chiều ngang nó không vừa con cá. Vét vào cái nước ướp vô đổ như này cho nó thấm. Hai con, bốn con, rồi còn con nữa là xong. Chờ than nước. Trong thời gian này giờ mình đi làm mắm nêm vào chấm nha cả nhà. Rồi sau một hồi chờ đợi than giờ cũng được rồi. Nóng dữ lắm à. Rồi, nửa tiếng nữa mà có ăn cả nhà ơi. Nửa tiếng. Rồi ngoài vườn luôn cho mát cả nhà. Vườn mít. Để giờ bốc mùi lên nè. Vườn mấy cái mít. Đó, cả mắt công chuyện quá, anh em không có đi đâu, không có kiếm cá, kiếm mắm gì được. Nãy giờ khoảng 10 phút rồi. Giờ trở lại mình trở về lên cái. Nóng quá cả nhà ơi. Giữ nước trong mà nóng. Cái ngon của cái nướng với bạc là vậy đó, nó giữ cái độ ngọt của đồ lại. Bề này 10 phút nữa là chín. Cho nó gần chín vô chút đi. Ngoài này đang yếu đó. 10 phút nữa là chín bao luôn. Rồi. Chờ 10 phút nữa. Ăn thử rồi. Rồi. Mời cả nhà nhập tiệc. Dạ ăn rồi cả nhà ơi, mời cả nhà Mình thấy rau hấp dẫn quá. Đói đi không? Uống đi chứ. Trời ơi. Má quên dưa leo ha. Từ từ chừng nóng. Dưa leo. Cá nó dẻ.
khi con ngồi đó luôn đi xem cái dồn là không không mà con chưa thấm mà mới biết là mình ăn thử miếng cá không coi nó thấm không, nó dai rồi cứng còn cứng còn ngon rồi. Cái này nó dễ dễ dễ. Nè cái nạc xuống cái xuống hết rồi. Được thôi. Cứu khổ kịp. Rồi, mời cả nhà ơi. Vô. Nó đã. Thưa ăn cá không, ăn cá không cho nó mắm trong nữa chứ. Cá mình quấn với bạc mình nướng cái nó ngon, nó còn ngọt mình cá giữ cái độ ngọt lại, nó giữ độ ngọt cá lại với cái gia vị mình ướp nó thấm thơm. Cùi hai con còn đây hai con. Có niềm là có rồi à. Còn nóng nó cũng không có đu được à. Thơm rồi, cá nó thơm. Cái con cá ngừ không biết nó cứng vậy, không biết mình nướng vậy được không ta. Chứ con cá biển thì được, đâu mà cá ngừ mới được không. Mới là mua mà thử. Đó. Không đúng là làm gì. Nước. Bún ngon hơn. Thả cá lại. Nó giòn bể thất bại. Này nó không nhúng nước bị bể rồi. Thì tôi cũng nên xích quăng bên này chính chính với nó một khu à. Chặt mé không không nó nóng rồi. Đừng thôi. Thôi chứ ăn cá không biết cái gì ăn. Bún bánh tráng với bún vô. Về ly nước mắt quê hương nha. Không có anh Hoàng đâu, không có ai uống đâu cả nhà. Cái xương xong không luyện đi để đang chi vọng làm nó đợi cái xương nó chạy đồ biển à không ăn à.
Ngắm hả? Ăn hết rồi, hết rồi mà. Hả? Ăn được. Không cuốn rồi. Để ra, để ông bơi rồi. Nó không cuốn rồi. Thổi, thổi. Ừ. Trên chán luôn rồi, một cái nhà nha. Ngày cuối cùng thưa ăn gì thôi? Cá không, cá không. Từ chỗ tao cũng ăn đồ ăn không được. Cay hả? Nước à? Mà ăn túng gì đó chứ túng. Cái nãy giờ thấy ăn cũng được được, hơi cũng cay nhưng mà không chưa đến nỗi mà ăn cũng được. Tại ra ghê tại. Ăn sặc luôn. Ăn túng gì trời? Túng hương, túng khúc ớt cay chứ. Nãy nói không giờ gì dặn em không vàng em mua giấy còn giờ mua nữa. Cái bánh tráng này cũng dài nha. Còn bánh tráng còn khi ăn giờ mà dở gì bánh tráng ăn ngon. Khỏi với nước, khỏi canh lâu nha. Dạ, nó ăn bún luôn, nó trộn bún luôn, chứ nó không ăn bánh tráng luôn. Giúp miếng xương cho ăn lâu kìa. Ăn cái kia hết hả? Ừ. Kém cuốn nè.